Nhóm thôn nữ miền Tây xin mến chào tất cả các cô, chú, anh chị và các bạn. Hiện tại thì con và Cẩm đang có mặt tại đám cưới nhà của chú Tư Dũng. Rất là vui luôn cô chú ơi, khi mà ngày hôm nay hai chị em tụi con nghe được một cái tin đó là anh Thành Lý sẽ mua ủng hộ tiếp gia đình của chú Tư cái số cải là 2 tấn nữa để mà chú có thể nhanh chóng bán được cái số cải và trả lại cái phần đất này. Dù sao làm lại cái vụ mùa mới nha. Hôm nay thì mấy cô lên nhổ cũng vào buổi trưa nè. Còn một xíu nữa là xong rồi. Bữa nay củ quá bự rồi. Cái củ cải của chú để tới ngày hôm nay tính ra là nó hơn 2 tháng rồi cô chú, thành ra là cái củ cải nó rất là bự luôn. Những cái củ cải mà nó to thì nó bị sâu với là bị hà như thế này nữa nè. Nè, đây. Ôi. Chà bá lửa. Wow. Đây, đây là những cái củ cải nè cô chú. Mấy hôm nay do là có mưa nó thành ra là nó lớn nhiều, nó lớn giỏi cái nó bị nứt nữa nè. Đúng rồi, nó bắt đầu bị hà với là bị úng như thế này nè, bắt đầu nó bị úng rồi này, mà để thêm lâu nữa thì nó không có giữ được lâu. Có cái tim đen rồi, nó vẫn ngon nhưng mà nó không có được ngon. Tại vì do là nó quá thời gian thu hoạch đó cô chú. Bình thường cải thì mình chỉ thu hoạch tầm khoảng 58-60 ngày là vừa, còn cái cải của chú hiện tại là hơn 60 ngày rồi, cho nên là nó cũng bắt đầu có dấu hiệu là hư hao rồi. Hết rồi, hết bọc rồi. Đem đây cái bọc cô. Đem bọc kìa. Chuyện ba thôi. Cái này nó xong hết luôn là xong rồi hết nhỉ? Ừ. Biết bữa nay xe có dè được xuống ở đây không hay là phải chở lên trên, biết ôi bữa nay có bọc cải nhìn cái củ nè Cẩm. Trời ơi, củ nào củ nấy thôi nè. Khủng khiếp không? Ừ. Quá bự rồi. Bọc này chắc hơn 10kg quá. Nặng như lắm luôn á. Để bên đây đi. Có luôn không vậy? Không. Đợi xe ông bảy tới. Ở sao chắc là phải cột lại giống như của bác bảy chị á. Giúp ba bọc đi, sao cột mới được. Giúp ba bọc con lá không được. Thôi hai bọc thôi, nặng quá Cẩm chở không nổi đâu. Cái nặng rồi. Cái nhỏ lại lên đây đi.
Dạ. Do là hiện tại cái đường đang làm với cô chú cho nên là xe của ông Bảy thì không có vô tới trong này được. Mấy chị em với lại mấy chú phải lòi cái phần củ cải nó từ đây đi ra ngoài. Giờ mấy chú sẽ chở ra ngoài nha. Không, mời cô chú cho các bạn cùng con đi ra ngoài. Nãy ông Bảy có nói với con rồi, tại vì nay ông Bảy có khách đông quá không ra được. Dạ đây luôn. Dạ mới ghé sổng nè. Nay mình lên xe lớn đi chú. Lớn. Ngày nay mắc không có được 8 cái thịt. Nó vậy cho ba từ 2 ba cái thịt. Rồi mắc nhiều, khỏe, nhẹ. Không chết luôn, tại xe trước cái tàu qua ngủ mà không dám ngủ. Cỡ này bận dữ không mày? Con chơi con nói rồi, con ăn được. Đại lễ không mày? Tại thất nghiệp tụt đơm với ông, không được công chuyện nhiều, ông quý rồi. Rồi. Ba giờ ông nghe. Ơi, anh Nhật ơi. Không được, thất nghiệp tải là tốt. Ừ, mà tốt không? Nói được là sắc luôn. Này sắc ra có cả dữ vậy. Mà mình bằng hoài lại ra cái con ngựa nó không có yếu nha. Mình nghĩ nó có quải phải không? Thử rồi thấy mà bằng mở thôi, mình cũng muốn chết luôn. Nhưng còn bị nó không có nổi. Tối ngày rồi. Nó có bằng mà khác có chuyện rồi. À, ông cháu rồi con. Dạ rồi. À dạ. Cũng phải xuất sắc luôn. Củ này nè quá trời bự luôn không mày? Bự mà cũng phải tốt không? Bự là tốt.
cải được tốt lắm đó trời. Mấy cái cải hôm giờ mình đem về bển là mình xử lý hết rồi đó hả chú? Chung là mua thùng cho đã rồi cái chờ bay nè. Vậy là mua rồi giờ là đang chờ không bạn? Này đem về bển làm kịp không? Tờ không đủ. Thùng cho đã gì đâu. Dạ. Đụng cái xe gãy mớp cắt cho ta đợt. Ông bảy không ra cũng y gan vậy nè. Hết rồi. Còn mấy bọc nữa hết rồi. Đứng đúng tay ra nhá, hụn lên cái là. Chồng biết nước. Anh Nhật anh giỏi chiếc nào là xứng đáng chiếc đó đó. Là tay thiện xạ. Năm vô. Đủ chưa? Đủ rồi, hết rồi. Dạ. Tổng cộng ở đây ngày hôm nay là mấy chị em đồ con nhỏ là 2 tấn không bảy. Dạ. Đến từ Mạnh Thường Quân đó là anh Thành Lý, thì anh hỗ trợ mua giúp cho chỗ chú Tư để mà giải cứu cái phần cải không bán được của chú ra, với lại một phần là gửi và của chú Tư Dũng rồi gửi đến cho chỗ của ông bảy để mà mang về các bếp cơm cũng như là những cái nơi sản xuất từ thiện mà hiện tại đang cần củ cải nha. Hiện tại giờ thì đang chờ mà hôm nay có gì tôi quý phải chưa được thấy luôn. Thùng thì nó có sẵn mà chờ củ cải. Mà trước hết thì cảm ơn chú Thành Lý tận tình giúp đỡ cho anh em chúng tôi có số cải đặng mà gì đặng mà phơi muối dưa rồi cải cơm từ thiện rồi những cái nhà tình thương những cái chỗ mà bệnh viện đó cung cấp. Mà trước nhất là phải muối. Dạ. Muối nó bền hơn. Biết sao? Muối mới cho lâu được. Cho lâu được. Còn ăn là ăn nhất thời, tạm nhất thời. Ví dụ muối đó mình đem lên ta hàng ngày hoài cho nó có hoài. Còn cái mình để lâu quá không có được, phải muối. Thì muối mình để có thể vài ba tháng mình vẫn ăn bình thường, xài muối được. Bình quân mà 2 tấn thì mình phơi xong rồi nó còn lại khoảng bao nhiêu ký không vậy? Cái này là nói chung là mình muối là mình gửi cho người ta luôn chứ mình không có phơi. Còn mình có nhiều lắm sợi đó. Mấy cái mà về chạy sợi nhỏ vậy đó mình mới phơi. Phơi khô rồi mình cũng không biết đi. Chạy ra rồi chú Tư ông cũng là vô bọc đó rồi ông cho chứ không có căng. Đâu có căn đâu. Đâu có là cho là cho tao hụng mà. Dạ. Thì cũng ở đây cũng chú Thành Lý cũng đồng tình giúp đỡ cho chúng tôi. Chúng tôi có một số cải cũng từ thiện. Rồi nam tôi cũng từ thiện với nhau. Cho mình coi như là chung tay. Chung tay với nhau đặng mà giúp cho xã hội được có một cái phần cơm nhỏ nhỏ đặng cho bà con bớt cái sự tiền khó khăn đó. Dạ. Bạc ví dụ mình lại về thương á mua hộp cơm nó mấy chục ngàn. Mua hộp cơm cũng 15-20 ngàn thôi. Cho cái là em biết nhiêu. Thành thử ra như vậy thì nó rất là quý. Mình kính chúc cho Thành Lý được sức khỏe, làm việc từ thiện cho anh em chúng tôi được cái chung gì là chú Tư thành biết ơn. Nam mô Di Đà Phật. Chung là không có điều kiện. Dạ, con cảm ơn ông bảy. À, chú Tư vẫn không có điều kiện mới làm nổi chứ gặp nhiều mấy anh cũng không nổi. Dạ, con cảm ơn chú. Hôm giờ chú qua cũng lấy mấy đợt rồi. Dạ. Thôi vậy giờ mình đóng thùng đi luôn chú ha. Cái. Cánh rồi. Rồi, cái này chứ không làm gì có cải nổi không thiệt.
giờ đánh là tận mình rồi. Dạ. Cảm ơn luôn. Dạ, cảm ơn bảy, cảm ơn chú. Dạ, cảm ơn. Chú về Thượng Lộ Bình An nha. Dạ, dạ, cảm ơn. Dạ. Hôm nay thì mấy chị em cho con nhỏ của cải cũng vào ngay cái dịp đó là cái thất đầu tiên của cô quốc cô chú, nên là chú tôi cũng không có ra với mấy chị em được. Bây giờ thì sẽ đi vô nhà để mà thông báo cho chú tôi cái tin này nha. Dạ, con chào chú. Dạ, hôm nay thì mấy chị em tụi con cũng được biết đó là thất đầu tiên của cô tôi đúng không chú? Dạ, dạ. Cô tôi. Hôm nay thì mấy chị em tụi con cũng đến để mà thông báo với chú là cái đám cải của mình đó, với sự hỗ trợ của mình thường quân đó là anh Thành Lý, thì ngày hôm nay anh hỗ trợ mua giúp cho chú Tư thêm cái số tiền đó là 2 tấn cải nữa. Và đây là cái số tiền 4 triệu đồng, thì con xin phép gửi lại cho chú nha. Dạ, này cái tên dạ, gì? Dạ, chú bỏ cái này giùm con. Tên gì vậy? Dạ, anh Thành Lý. Rồi tôi cũng cảm ơn chủ nhà đây, hôm nay vợ tôi mất mà đám đầu tuần đầu tiên. Tôi cũng cảm ơn anh Thành Lý để hỗ trợ chú cải cho tôi có số tiền này để lo đám tiệc gia đình. Tôi cũng thành thật biết ơn. Dạ. Rồi đủ rồi con. Dạ. Ngày hôm nay thì mấy chị em cũng rất là vui khi được đại diện cho mạnh thường quân đó là anh Thành Lý để mà mua tiếp ủng hộ chú Tư cái phần cải còn lại của chú, cũng hy vọng là với cái số tải còn cái số cải còn lại ở ngoài ruộng thì cũng sẽ mau chóng được mấy cô chú anh chị các bạn quan tâm yêu thương rồi giúp chú mua hết ra để mà chú có thể có được một cái mặt đất lợi nó bằng phẳng lại, rồi dù sao chú xuống giống lại với chồng làm cái giống khác để mà có thể kiếm lại thu nhập cũng như là trang trải lại cuộc sống của mình nha. Dạ. Dạ.